Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và một vấn đề skeleton đây. Hôm nay mình sẽ reaction một phân tích câu chuyện game Mini World. Mình không nghĩ là nó có câu chuyện đó, mình chưa từng để ý là nó sẽ có câu chuyện. Cái này thì nó cũng ra cỡ để mình một xíu nha. Ấy 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 ấy. Thôi từ từ đi, từ từ đi. Mình không nghĩ là nó sẽ có cốt truyện. Đây là lần đầu tiên mình reaction video cho nên có gì sẽ sắp các bạn thông cảm nha. Trong suốt một năm qua thì mình toàn quay về game hoặc là quay vlog thôi. Có dài vài tháng rồi mình không thể quay. Vài tháng rồi mình không quay. Nhưng mà hôm nay trong năm nay mình sẽ quay lại nha. Ok, chúng ta vào video nào. Nói ở video trước, mình sẽ phân tích một tựa game mà 99% các bạn sẽ không nghĩ rằng nó có cốt truyện. Nó có Thật cốt truyện ra, mình sẽ nói là 99% các bạn không để ý rằng nó có cốt truyện thì đúng hơn. Và xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Đây là video, chúng ta sẽ cùng làm sáng tỏ cốt truyện bên trong tựa game Mini World. Vậy trước tiên, chúng ta biết gì về tựa game? Mini World là trò chơi miễn phí thể loại sandbox, được phát triển và phát hành bởi tập đoàn công nghệ MiniOne của Hồng Kông. Đồng thời là trò chơi được Google Play bình chọn là tựa game sáng tạo nhất năm 2018, mang lúc. được Google Play bình chọn là game sáng tạo nhất năm 2018. Cái này rõ ràng là không, Mini World không hề bắt chước Minecraft, không hề bắt chước Minecraft. Mọi người đừng có hiểu nhầm là Mini World bắt chước Minecraft nha. Như không, Mini World không bao giờ bắt chước Minecraft đâu. Cái này là tựa game sáng tạo nhất năm 2018. Có nghĩa là tự nó phát triển ra chứ không bắt chước cái nào cả. Ok, tiếp tục nào. Chơi và đồ họa khiến ta nhớ đến những tựa game nổi tiếng như Minecraft và Roblox. Nhưng sự khác biệt của Mini World, theo mình thấy, chính là khả năng thay đổi liên tục của nó. Các bạn có biết rằng trò chơi này luôn có những nâng cấp và cải tiến mới dựa theo các sự kiện xảy ra trong năm. Ý mình là cứ mỗi năm chúng ta sẽ có xuân hạ thu đông. Và những sự kiện như lễ Tết, Halloween, Giáng sinh thì Mini World, với mỗi sự kiện như vậy, trò chơi đều mang đến một thứ gì đó mới mẻ. Đó là tất cả những gì chúng ta biết về Mini World. Vậy còn cốt truyện của trò chơi mà các bạn không để ý đến là gì? Thì trên fanpage chính thức của Mini World, họ đã tiết lộ cốt truyện đằng sau trò chơi là cuộc phiêu lưu của một nhóm khảo cổ. Họ quay ngược thời gian trở về thời tiền sử và gặp được những người nguyên thủy. Nhưng mình cảm thấy câu chuyện này có vẻ còn thiếu sót. Manh mối dẫn đến suy luận này là trong táp nhân vật của Mini World, chúng ta sẽ thấy đây chính là những nhân vật trong câu chuyện hồi nãy. Vậy là nhóm khảo cổ sẽ bao gồm các nhân vật là giáo sư Stephen, trợ lý Peter. Không chỉ thế mà họ còn đi cùng với một nhóm hỗ trợ là đội trưởng Tom, phi công Cindy và đặc vụ Laura. Và sau khi quay ngược thời gian trở về thời tiền sử, thì họ gặp được một gia đình nguyên thủy là vợ chồng tù trưởng, cùng hai người con là Kaka và Nini. Nhân vật cuối cùng chưa được nhắc đến cũng chính là người tạo ra sự mâu thuẫn trong câu chuyện của Mini World, đó là Gấu Boom. Nhìn cách ăn mặc của nhân vật này, ta thấy tạo hình của cậu ta không khác gì một đứa trẻ mặc đồ thú. Dựa theo những hình ảnh, nhìn cái bản mặt của cậu gấu này, ta nhìn thấy chẳng khác gì như là một đứa trẻ đang mặc đồ thú. trong trò chơi, ta sẽ thấy Gấu Boom rất tinh nghịch. Và trong táp trang phục, chúng ta sẽ thấy thêm những nhân vật giống như Gấu Boom là vua Yoyo, cá nhỏ, khủng long, gấu trúc. Các bạn ơi, Kim Jojo là nó chỉ ra cách đây có mấy tháng thôi. Kim Jojo Mini World đã ra được cỡ chừng mấy năm rồi đấy. Hơn 5 năm. Mà Kim Jojo chỉ mới ra cách đây có mấy tháng thôi. Cho nên là Kim Jojo không liên quan nha các bạn. Kim Jojo không liên quan, chỉ có tạo hình tổng chứ không bao giờ. Không hề liên quan. Tiếp tục nè. Thỏ mini và mèo pha lê, tất cả họ đều mặc những bộ đồ thú. Khả năng cao đây là đặc điểm chung của một nhóm được gọi là cư dân của Mini World. Vậy là ta có thể xem Mini World là một vũ trụ nơi tụ họp các phép thuật, đồng thời là không gian tập hợp rất nhiều những nhân vật có khả năng chiến đấu nằm ở những thời kỳ khác nhau. Và điều chúng ta cần làm ở đây là tìm hiểu được lý do để xảy ra sự tập hợp này. Sau khi phân tích và xử lý các thông tin, mình đã có giả thuyết về một câu chuyện và đây là một câu chuyện đầy đủ về những việc đã xảy ra trong Mini World. Theo như cốt truyện gốc, chúng ta vẫn có một nhóm các nhà khảo cổ đang thực hiện một chuyến phiêu lưu bằng cách vượt thời gian trở về thời tiền sử. Họ đã gặp được một gia đình nguyên thủy và một nhân vật đặc biệt là Gấu Boom. Nhóm khảo cổ quyết định đưa cả gia đình nguyên thủy cùng với Gấu Boom trở về thực tại để nghiên cứu. Nhưng có một vấn đề, cỗ máy thời gian bỗng nhiên trục trặc khiến họ không thể trở về thực tại mà lại đến một thế giới kỳ lạ. Cảm thấy có điều bất thường từ cỗ máy, giáo sư Stephen.
của máy này không đưa về thế giới của thực tại mà đã đưa về một thế giới kỳ lạ. Mình đã chắc chắn là chỉ là thế giới Mini World, mà thế giới của Cô Bun đã từng tới, thế giới mà đã sinh ra Cô Bun. Tiếp tục nè. Đã tìm hiểu và nhận ra rằng có ai đó đã tác động vào cỗ máy khiến nó không tạo ra lỗ hổng thời gian như ban đầu, mà tạo ra lỗ hổng không gian. Và thế giới kỳ lạ mà họ đang đứng khả năng cao là một vũ trụ khác. Goboom trở thành kẻ tình nghi số 1 vì chắc chắn rằng gia đình Nguyên Thủy không hề có khả năng làm điều này. Goboom lúc đó đã thú nhận chính cậu là người đã phá cỗ máy nhằm ngăn chặn nhóm khảo cổ trở về thành công. Goboom kể cho nhóm khảo cổ rằng mình là cư dân của thế giới này. Nó có tên là Mini World. Mình nói đâu có sai, mình nói rất là chính xác luôn các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ câu mình không nói chính xác cho lắm. Chỉ vì bởi đức vua Jojo và Goboom chính là người được trao sứ mệnh tiêu diệt Hắc Long Hổ Mang. Lý do là vì sự tồn tại của con rồng này đã gây ra vô số lỗ hổng không gian liên thông giữa Mini World đến các thế giới khác, khiến cho những sinh vật ở các thế giới khác rơi vào Mini World. Và ngược lại, những lỗ hổng này cũng đem những sinh vật ở Mini World lạc sang những thế giới khác. Nguy hiểm hơn là những lỗ hổng cũng thu hút các loài quái vật, khiến chúng xuất hiện ngày càng nhiều trong Mini World. Và lỗ hổng không gian là lý do tại sao Goboom xuất hiện ở thời tiền sử cùng với gia đình Nguyên Thủy, và cũng phần nào lý giải được sự tập hợp kỳ lạ của những nhân vật trong các thời đại và vũ trụ khác nhau. Nhóm khảo cổ sau khi nghe câu chuyện của Goboom đã quyết định giúp đỡ cậu, và từ đó dẫn đến sự kiện xảy ra trong trò chơi. Và trò chơi cũng cho bạn quyền được viết tiếp câu chuyện và lựa chọn nhân vật nào sẽ là người tiêu diệt Hắc Long để đem lại yên bình cho Mini World. Nếu bạn đã phá đảo Mini World, bạn sẽ biết rằng tuy là một trò chơi dành cho trẻ em nhưng độ khó của nó rất cao. Vì để tiêu diệt được Hắc Long Hổ Mang, bạn phải vượt qua đầu tiên là Hắc Long Thượng Cổ và sau đó là Hắc Long Nham Thạch. Đồng nghĩa với việc để đi đến điểm cuối cùng của Mini World, bạn sẽ phải giết đến 3 con rồng và nó không hề dễ. Đối đầu với Hắc Long Thượng Cổ, đòi hỏi bạn phải có một lượng giáp đủ để sống sót nếu dính chịu của nó. Và nếu bạn sống sót, thì ngay sau đó, Hắc Long Nham Thạch xuất hiện. Và đúng như tên gọi của nó, nó sẽ khiến mọi thứ bùng cháy. Bạn vừa phải dập lửa, vừa phải chiến đấu với nó. Cuối cùng là Hắc Long Hỗn Mang, sở hữu sức mạnh của cả hai con rồng trước đó, cùng với khả năng dịch chuyển, giảm giáp và hồi phục. Đồng thời, mỗi khi bạn dính trưởng, nó sẽ tạo ra một bàn chiêu hồi một bộ xương bắn cung, khiến cuộc chiến của bạn trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Mình cũng đã tìm hiểu về những món đồ chơi được thiết kế theo phong cách Mini World. Một điểm đáng chú ý là những món đồ chơi này đa phần đều sử dụng bốn nhân vật là Goboom, Thỏ Mini, Khủng Long và Gấu Trúc. Rất có thể bốn nhân vật này là trọng tâm của cốt truyện về sau, nói cho mình giả thuyết rằng sau khi giết được Hắc Long Hổ Mang, nhóm khảo cổ vẫn chưa thể về được nhà, và bốn nhân vật này sẽ là người thực hiện tiếp tục nhiệm vụ du hành vào không gian để tìm cách đem nhóm khảo cổ trở về thế giới của họ. Nhắc đến du hành không gian thì còn một thông tin nữa là khi sử dụng chiếc phi thuyền để bay khỏi hành tinh Mini World, bạn sẽ đến được một hành tinh lạ tên là Horas. Cư dân trên hành tinh này là loài sinh vật một mắt. Những sinh vật một mắt rất giống với Phantom, sinh vật bí ẩn nhất Mini World, và rất có thể nguồn gốc của Phantom là từ Horas. Và một điểm thú vị là Phantom cũng có khả năng dịch chuyển tức thời, nên có khi nào Horas chính là nơi chứa đựng bí mật có thể giúp nhóm khảo cổ trở về thực tại. Trong một update vào tháng 9 năm 2018, Horas đã xuất hiện một con boss người đá khổng lồ với khả năng bắn laser bằng mắt. Và để tiêu diệt được nó, bạn phải phá lớp giáp ban đầu, sau đó tạo ra một bức tường chắn đạn đứng phía sau đó để rút máu con boss từ từ. Độ khó của trò chơi được tạo ra cũng có lý do của nó. Vì với độ khó như vậy, nhà phát triển Mini World đã gợi ý cho bạn nên thực hiện việc đánh boss cùng với bạn bè. Điều này cũng hướng đến tiêu chí và sứ mệnh của trò chơi đã đặt ra là nhằm tạo ra một cộng đồng giao lưu giữa những bộ óc sáng tạo khắp thế giới. Và đó là giả thuyết của phân tích game và cốt truyện thú vị đằng sau tựa game Mini World. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới. Khoan, các bạn. Rõ ràng là mình quay video tới 10 mấy phút lận mà đây tại sao chỉ có 7 phút nhỉ? Ok đi. Ok, video này cũng đã kết thúc rồi. Nếu như mọi người thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.